Rồi ok, hello anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Rock F2P nha. Ở trên màn hình thì các bạn đang thấy một cái tin nhắn của ông Swammer là một bot Ả Rập rất là bự nạp tiền bên mình nha các bạn. Thì ông này ông có chia sẻ ba cái thông tin mà đang được lan truyền trong cộng đồng Riot Kingdom Ả Rập nha. Mà anh em biết đó, Ả Rập thì toàn các bot kiểu dầu mỏ thôi, các bot nạp tiền nhiều. Nên là mình không chắc lắm nhá, nhưng mà mình thấy bảo là đã có những bot Ả Rập được làm việc trực tiếp với Lilith Game và đã được chia sẻ những thông tin như thế này. Thì ở đây ấy sẽ có ba cái thông tin mà ông này ông đã chia sẻ và mình muốn chia sẻ với các bạn luôn để chúng ta cùng thảo luận. Chúng ta sẽ thảo luận dưới cương vị đây là những cái thông tin. Trước hết là chúng ta cũng đọc cho biết đã, tại vì không có cái gì xác thực những thông tin này. Thông tin đầu tiên đó là tất cả những cái skin nhà ở huyền thoại cũ và mới sẽ bỏ đi cái dòng trừ chỉ số nha. Tức là sẽ không còn như là cộng 10% máu cung, trừ 5% máu kỵ, trừ 5% công bộ nữa. Nó chỉ đơn giản là cộng chỉ số cho loại quân mà thôi. Đó. Tiếp đó là sẽ không có skin nhà chỉ số máu nữa nha. Đó, skin nhà 15% máu cung đợt này sẽ là cái skin nhà máu cuối cùng. Và thứ ba đó là những cái skin nhà tiếp theo sẽ dạng như là tăng 10% sát thương kỹ năng này, tăng 15% sát thương rally hoặc là sát thương đồn trú, rồi tăng tốc độ thu gom nó vân vân. Bốn là những cái skin cộng chỉ số 10% ấy sẽ có thể mua bằng những cái đồng xu đặc biệt. Và cuối cùng đó là sẽ không có lính T6 nha. Và VIP 19 sẽ được thêm vào ở 3 đến 4 tháng tới trước khi mà kết thúc cái năm 2024. Thì đây là một cái thông tin mình nghĩ là rất là hay, tại vì ông có gửi cho mình cái video đấy rồi thì kiểu toàn tiếng Ả Rập thôi, thì ông này ông tóm tắt lại là như vậy. Thì ở đây chúng ta sẽ cùng xem về cái thông tin đầu tiên, đó là những cái skin nhà sẽ bỏ đi cái dòng là trừ chỉ số. Thì đây là một điều chỉnh mình nghĩ là hợp lý. Đó, mình nghĩ là hợp lý tại vì thay vì chúng ta gọi là búp những cái skin nhà mới lên thì chúng ta có thể gọi là búp ẩn, đúng không? Giống như trước đây các bạn dùng cái skin nhà, ví dụ như là skin hoàng hôn buông xuống đi, các bạn bị trừ tấn công bộ binh 10%, thì tự nhiên trong đầu các bạn sẽ nghĩ là à, cái skin này chỉ dùng cho kỵ với cung thôi đúng không, không dùng cho bộ. Thì bây giờ bỏ cái dòng này đi thì tức là bộ cũng xài được skin nhà này, như vậy nó là một cái cách búp ẩn đúng không. Ví dụ như là skin nở thánh thần đi, các bạn đang giả phòng thủ kỵ binh trừ phòng thủ bộ binh. Đó thì khi các bạn xài nhà này thì các bạn sẽ nghĩ là ừ, ví dụ nick này là đánh kiểu nhiều kỵ thôi, không đánh bộ thì mới ngon. Thì sắp tới sẽ bỏ hết những cái dòng đấy thì mình nghĩ là cũng hợp lý đúng không? Nó sẽ giúp cho các bạn xài những cái skin nhà huyền thoại cũ, nó không có bị gọi là quá ảnh hưởng đến đội hình của các bạn, chỉ khiến các bạn mạnh đi thôi chứ không khiến các bạn bị yếu đi một chút nào. Thông tin thứ hai ấy, đó là sẽ không có thêm nhà máu. Thực ra thì cái thông tin này tôi nghĩ là cứ sai sai. Ví dụ không có thêm nhà 15% máu bộ hay là nhà 20% máu bộ đi, hoặc 20% máu kỵ đi. Vậy thì có nhà công không? Rồi có nhà thủ không? Rồi có nhà cộng máu cho tất cả loại quân không? Thì cái này mình không biết được. Và mình thấy là cũng không có lý do gì để không ra skin nhà cộng máu. Nếu mà không ra skin nhà cộng máu ấy, thì đồng thời cũng không ra cả những cái skin cộng chỉ số công thủ khác thì nó sẽ có nghĩa hơn. Còn cái việc mà ra skin nhà cái dạng như là tăng sát thương rally, tăng sát thương đồn trú, tăng sát thương kỹ năng thì mình thấy là quá tuyệt vời luôn nhá. Cái đấy là cho là 10 điểm, rất cần thiết, tại vì những cái người mà đua trên đỉnh ấy thì đa số đều những nick bot thôi. Người ta đua lấy cái skin mà 15% sát thương rally ấy hoặc 15% sát thương đồn trú ấy thì cũng để cho mấy ông nông dân mà định đua trên đỉnh ấy người ta khỏi đua. Tại vì bây giờ ví dụ một cái nick kiểu F2P với lại mấy nick farm thì đua lấy cái nhà 15% sát thương rally làm gì? Đấy kiểu vậy. Là hợp lý. Tương tự với sát thương kỹ năng, nhưng mà sát thương kỹ năng thì nghe khá là ngon đấy. Kiểu ai cũng xài được ấy. Nói chung là ra 10 sát thương kỹ năng chắc là cũng khá khá là tốn máu. Tiếp đó nữa là ra skin tăng tốc độ thu gom. Thì mình thú thật luôn là mình hy vọng là skin tăng tốc độ thu gom nhà tím thôi. Chứ mà cho một cái skin nhà thiên đỉnh mà lại cho nhà thu gom thì nghe nó hơi ố rề anh em. Tại vì các bot thường chả đi farm, chả lấy lại một cái skin nhà cho toàn với ông nông dân đi đua. Mà nhiều khi kiểu các bot không đua thì anh em mình F2P đua lại dễ hơn nhở. Đúng không? Anh em nạp ít giống tôi chẳng hạn đua lại ngon hơn nhờ? Hợp lý. Nhưng mà tôi chỉ sợ là ví dụ các bot mà kiểu thấy dễ quá ấy, sau đến mấy ngày cuối các bot úp lên các bot ăn thì nó cũng thế. Tóm lại là cũng khó đến lượt anh em nông dân mà kiểu bỏ nhiều tăng tốc ra để lấy một skin nhà tăng tốc độ thu thập thì cũng chả làm gì. Tiếp đó là việc mua lại những skin nhà cũ. Thì không biết là có bạn nào để ý không, đó là trong game này ấy, các bạn sẽ có những cái thành tựu bắt các bạn sử dụng skin nhà cũ nha. Mà ví dụ như bây giờ đi, các bạn muốn lấy đâu có được. Hiện tại mình đang khá là thích cái khung này. Đây, cái khung này khung cung cách một anh hùng nhá. Khung này thì bây giờ cũng rất nhiều nick có rồi, nhưng mà của mình thì đang còn thiếu có 110 điểm là lấy được. Ở dưới này ấy, thì những nhiệm vụ mà max skill 1 của tướng thì khá là dễ này. Nhưng mà có những nhiệm vụ ví dụ như là sử dụng cái tu viện mẹc này, bí ẩn may ra này, pháo đài Amber, lâu đài Alhambra. Đấy thì tất cả những skin nhà này bây giờ đâu cách nào có.
kể cả bot có nạp tiền, bot đâu lấy được, thì cái việc mà cho mua những cái skin nhà cũ bằng một cái đồng xu đặc biệt, ví dụ như là xu KVK hoặc là xu thông qua một cái sự kiện gì đấy đại khái là bạn cày được, thì mình thấy là quá tuyệt vời luôn, sẽ giúp cho chúng ta tiếp cận những cái khung hình ở trong game dễ hơn, và các bạn cũng dễ dàng sở hữu những skin nhà 10% hơn. Dù sao thì 10% với 15% thì cũng chỉ thua 5% chỉ số đúng không, còn hơn là các bạn cộng mấy cái skin nhà tím lởm lởm thì nó không được ngon lắm. Thế tóm lại là cái việc mà cho mua skin nhà 10% bằng xu tôi nghĩ là hợp lý, nhưng mà chưa biết là xu gì nha anh em, xu KVK hay là một loại xu mới thì chúng ta chưa biết. Và thông tin cuối cùng đó là sẽ không có lính T6 và VIP 19 sẽ diễn ra trong vòng 3 đến 4 tháng. Thì về cái thông tin lính T6 ấy, thì rất là nhiều anh em đã chế những cái meme liên quan đến lính T6 từ rất là lâu rồi. Cách đây 1-2 năm anh em đã chế những cái meme nó kiểu như là lính T6 cầm AK, rồi lính T6 kiểu cưỡi xe máy, cưỡi ô tô đấy, thì sẽ không có nha. Và mình nghĩ là điều này cũng hợp lý, tại vì nếu mà bây giờ các bạn mở khóa một cái đơn vị lính T6 ở đây, tôi ví dụ vậy đi, thì như vậy ấy, những người chơi mới chơi ấy, họ sẽ càng bị bỏ lại xa hơn. Tại vì những cái tài khoản cũ như mình, những tài khoản chơi game rất là lâu, 5-6 năm như mình ấy, hiện tại mình đã có rất là nhiều những cái tăng tốc nghiên cứu ở đây rồi, và thậm chí là mình cũng sẵn trong người rất là nhiều tăng tốc chung. Giả sử mà có mở khóa lính T6 ở đây thì mình cũng có thể nâng một phát lên T6 luôn, và mấy bạn chập chững vào game ấy sẽ tiếp tục gặp khó khăn, tại các bạn đang mất đến tầm 1 năm đến 400 ngày mới lên được lính T5. Thì bây giờ các bạn từ T5 lên T6 mất thêm khoảng 2-3 năm nữa thì chắc các ông cũng nghỉ game sớm. Nên là việc không có lính T6 mình thấy là hợp lý. Với lại hiện tại cái công nghệ pha lê ở map chinh phạt ấy cũng chẳng khác quá ở lính T6 cả anh em ạ. Còn về thông tin VIP 19 ấy, thì thực ra lên VIP 19 bây giờ mình nghĩ là cũng khá là ok, tại vì cũng tương đối nhiều anh em là lên được VIP 18 rồi. Và quan trọng nhất là VIP 19 nó cộng cái gì cơ, chứ mình không quan tâm là VIP 19 khi nào nó ra các bạn. Ví dụ VIP 19 ấy, mà cộng một cái chỉ số như VIP 16 đi, như là khôi phục điểm hành động, tăng tốc độ sản xuất vật liệu, đó, những cái chỉ số này ấy, nó không hề khiến cho cái người chơi có cấp VIP 16 mạnh hơn người chơi có cấp VIP 15 nha. Nó chỉ đơn giản là khiến cái nick 16 này có thể phát triển nhanh hơn trong cùng một khoảng thời gian thôi. Chứ còn giống như VIP 17 đi, các bạn được tăng mọi thiệt hại 5%. Như vậy một cái ông VIP 17 đánh với ông VIP 16 là các bạn hơn 5% mọi thiệt hại rồi. Hoặc như VIP 18 đi, các bạn tăng sức chứa đơn vị 15%, tốc độ hành quân 10%. Thì như vậy VIP 18 đánh với VIP 17 ấy, các bạn cũng sẽ lợi hơn hai chỉ số này. Như vậy thì dù game ra VIP 19 vào ngay tháng sau hay thậm chí là năm sau ấy, thì đối với mình cũng không quan trọng. Mà quan trọng nhất là VIP 19 nó cộng cái gì, nó cộng tốc độ chạy, nó cộng lính, nó cộng sát thương kỹ năng hay cộng gì. Nó nếu mà cộng một cái chỉ số liên quan đến sức khỏe đội quân ấy, thì chắc chắn rất nhiều người sẽ muốn lên VIP 19 sớm. Còn nếu mà chỉ cộng một cái chỉ số bình thường thì tôi nghĩ là nó cũng không quá ảnh hưởng. Tóm lại là dù VIP 19 có ra ấy, thì chắc chắn vẫn rất là lâu để nhiều người chơi có thể lên được VIP 19. Bản thân mình lên VIP 18 xong, hiện tại trong người anh có bằng này game với bằng này điểm VIP này. Nhưng mà chắc là lên VIP 19 vẫn còn lâu lắm. Nói chung là anh em có thêm cái mục tiêu để mà lên VIP trong tương lai. Thì đó là tất cả những gì mà cộng đồng Ả Rập đang chia sẻ với nhau nha. Và mình chưa hề thấy những thông tin này được chia sẻ ở trên group quốc tế cũng như là ở phiên bản Trung Quốc. Mà chỉ đơn giản là ông Swammer này, ông kêu là có những bot Ả Rập nạp nhiều. Và ông cũng nói luôn là những cái người đó là những người kiểu đáng kính và đáng tin, và đã nạp rất nhiều tiền vào game và được nhà phát hành mời sang để nói chuyện trực tiếp bên Trung Quốc. Và khẳng định luôn với mình đó là 100% những thông tin này là sự thật. Cụ thể thì người chơi mà đã được mời sang phía Trung Quốc này chính là Matt Phantom. Matt Phantom đã nghỉ game một thời gian khá là lâu rồi. Và ở đây các bạn cũng có thể thấy, mình có thể dịch cái tin nhắn này sang tiếng Việt cho anh em. Đó là ông kêu là tôi đã ở năm 1093, tức là Kingdom 1093, khi 93 đấu với họ và giành chiến thắng, tức là đấu với Kingdom cũ của Matt Phantom là 1307. Vì vậy tôi cũng biết Matt Phantom, anh ấy ở đây là Matt Phantom và nhiều người chơi giỏi khác. Anh ấy sống ở Anh và trò chơi đã gửi cho anh ấy lời mời đến Trung Quốc, là đã gửi Matt Phantom ấy để đề xuất về những gì anh ấy nghĩ là tốt cho người chơi và trò chơi. Tôi biết anh ấy trung thực và anh ấy nói những điều mà người quản lý trò chơi hàng đầu, tức là những người kiểu trên đỉnh của trò chơi ấy, đã chia sẻ chắc chắn sẽ xảy ra 100%. Và những điều đó không xảy ra, thực ra trên này tiếng Anh là something not, có nghĩa là những cái điều chắc chắn xảy ra và những điều chắc chắn không xảy ra là đều đã được nói rồi, và nó sẽ diễn ra vào cuối năm. Cuối cùng ông cũng nói là nói chung là việc nghe người khác nói những gì họ nói là điều tốt. Và cái này mình hoàn toàn đồng ý nha anh em, giống kiểu như là chúng ta có một cái thông tin gì đấy mà thực ra những cái gì mà mình vừa đọc cho các bạn trong video ấy, nó cũng hoàn toàn là hợp lý. Không biết anh em có nghĩ giống mình không thì các bạn hãy cho ý kiến ở dưới phần bình luận nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video và mình sẽ kết thúc video đây thôi. Bye bye anh em.